Sau khi sự việc kênh YouTube Thơ Nguyễn đăng video xin vía học giỏi từ búp bê Ma Cung An thông bị dư luận phản ứng, cơ quan thuế đã vào cuộc giả soát quá trình nộp thuế thu nhập cá nhân liên quan đến sự việc trên. Trao đổi với báo Lao động, đại diện cục thuế tỉnh Bình Dương cho biết là đã kiểm tra về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập đối với YouTuber Thơ Nguyễn. Được biết thì tài khoản YouTuber Thơ Nguyễn là bà Nguyễn Thị Hồng Thơ, có địa chỉ thường trú tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã nộp thuế trên 2 tỷ đồng. Năm 2019, bà Nguyễn Thị Hồng Thơ đã nộp 1 tỷ 476 triệu đồng tiền thuế. Năm 2020, nộp 360 triệu đồng. Những tháng đầu năm 2021, nộp khoảng 213,5 triệu đồng. Lý do tiền nộp thuế của năm 2019 chênh lệch với năm 2020, theo Cục thuế tỉnh Bình Dương, là do năm 2019 thì bà Nguyễn Thị Hồng Thơ nộp gộp của những năm trước. Về việc kê khai nộp thuế nói trên của kênh Thơ Nguyễn đã đúng đủ chưa, thì lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương cho biết là sẽ tiếp tục giả soát. Tính đến, đến hiện tại thì kênh YouTube Thơ Nguyễn đã có là 8,74 triệu lượt người đăng ký, thuộc top 5 kênh có lượng người đăng ký cao nhất tại Việt Nam. Chính vì lượt theo dõi khủng, thu nhập của Thơ Nguyễn cũng không phải dạng vừa. Ước tính mỗi năm, doanh thu của kênh Thơ Nguyễn đạt 599,5 nghìn USD đến 9,6 triệu USD, tương đương với 14 tỷ đồng đến 224 tỷ đồng. Thống kê vào tháng 4 năm 2020 cũng ghi nhận là kênh đạt được gần 5 tỷ lượt xem trước vụ việc youtuber thơ nguyễn trong những ngày gần đây liên tục bị cơ quan chức năng làm việc kiểm tra và cộng đồng mạng phản ứng do đã đăng clip xin vía học giỏi bằng búp bê thông tin với báo thanh niên cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông cũng xác định nội dung clip của youtuber thơ nguyễn có dấu hiệu vi phạm truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan và yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh làm rõ qua đó sở thông tin truyền thông tỉnh bình dương cho biết đã giao thanh tra sở phối hợp với công an xác định chủ kênh thơ nguyễn Trao đổi với kênh 14 chiều ngày 12 tháng 3, ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, thanh tra sở đã đến nhà và mời YouTuber Thơ Nguyễn đến trụ sở làm việc. Theo kế hoạch, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương mong muốn làm việc với Thơ Nguyễn vào, vào chiều ngày thứ 6 ngày 12 tháng 3, tuy nhiên cô ấy báo mệt, khủng hoảng tinh thần, không bình tĩnh lắm nên có xin rời ngày làm việc sang thứ 2 ngày 15 tháng 3, ông Thành thông tin. Theo ông Thành, hôm qua thơ Nguyễn phải nhập viện để truyền nước sau sự cố đăng clip ôm búp bê xin vía học giỏi cho trẻ nhỏ, gây xôn xao những ngày qua. Đại diện truyền thông của thơ Nguyễn cho biết hiện sức khỏe của cô đã ổn định. Căn cứ vào nội dung cuộc họp sắp tới, chúng tôi mới có kết luận để xử lý vi phạm, sau đó thông tin rộng rãi, ông Thành nói. Thơ Nguyễn là một trong những youtuber có tầm ảnh hưởng đối với trẻ nhỏ. Đây cũng là đối tượng người xem chính mà nữ youtuber này hướng tới. Bởi vậy mà các bậc phụ huynh bày tỏ lo ngại đoạn clip có thể ảnh hưởng xấu tới con trẻ, khiến trẻ em có những suy nghĩ lệch lạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.